Đây là bài 3 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Đi san khửa, bài 3. Hãy chú ý luôn nói to và rõ trong cả quá trình học. Hãy để ý chỉnh sửa phát âm đúng theo người nói. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào, chào bạn. Ni hao. Chào anh, chào ngài với ý tôn trọng. Nín hảo. Mời vào. Chính chỉnh. Cảm ơn. Xie xie. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tiếng Trung. Nguyên văn là Hán ngữ. Hàn yu. Hàn. Hàn. Yu. Yu. Hàn yu. Hàn yu. Từ này thường dùng trong văn nói, ít dùng trong văn viết. Hãy nhắc lại tiếng Trung. Hàn yu. Hàn yu. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ khó. Nán. Nán. Hãy nghe cách nói khó quá. Hảo nán. Hảo. Hảo. Nán. Nán. Hảo nán. Hảo nán. Trong đó từ hảo đã học trong ní hảo, nín hảo. Hãy nhắc lại khó quá. Cách nói này thường dùng để cảm thán. Hào nán. Hào nán. Hãy nhắc lại tiếng Trung. Hàn yu. Hàn yu. Tiếng Trung khó quá. Hàn yu hào nán. Hàn yu hào nán. Hãy chú ý từ yu và từ nán là hai thanh ba đi liền nhau. Từ yu được đọc thành thanh hai. Hàn yu hào nán. Hàn yu hào nán. Hãy chú ý trong loạt bài này, mỗi từ mới tiếng Trung đều có âm Hán Việt và nghĩa tiếng Việt của nó. Bạn hãy cố gắng nhớ được âm Hán Việt càng nhiều càng tốt. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ để hỏi trong tiếng Trung với nghĩa không, à, vân vân. Ma. Ma. Khó không? Nán ma. Nán ma. Tốt không? Hảo ma. Hảo ma. Hãy nhắc lại tiếng Trung. Hàn yu. Hàn yu. Khó không? Nán ma. Nán ma. Tiếng Trung khó không? Hàn yu nán ma. Hàn yu nán ma. Tiếng Trung khó quá. Hàn yu hào nán. Hàn yu hào nán. Bây giờ là từ không. Bù. Bù. Không khó. Bù nán. Bù nán. Không tốt. Bù hào. Bù hào. Tiếng Trung. Hàn yu. Hàn yu. Không khó. Bù nán. Bù nán.
Tiếng Trung không khó. Hàn ngữ bù nán. Hàn ngữ bù nán. Tiếng Trung khó không? Hàn ngữ nán ma? Hàn ngữ nán ma? Không khó. Bù nán. Bù nán. Tiếng Trung không khó. Hàn ngữ bù nán. Hàn ngữ bù nán. Không, tiếng Trung không khó. Bù, Hàn ngữ bù nán. Bù, Hàn ngữ bù nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quá. Thải. Thải. Không quá. Bú thải. Bù. Bù. Thải. Thải. Bú thải. Bú thải. Ở đây chữ bù thanh 4 được đọc thành bú là thanh 2. Chữ bù khi đi trước một từ có thanh 4 giống như nó, ví dụ bù thải sẽ đọc thành bú thải. Bú thải. Không khó lắm, nguyên văn là không quá khó. Bú thải nán. Bú thải nán. Hãy nhắc lại tiếng Trung. Hàn ngữ. Không khó lắm. Bú thải nán. Bú thải nán. Tiếng Trung không khó lắm. Hàn ngữ bú thải nán. Hàn ngữ bú thải nán. Tiếng Trung khó không? Hàn ngữ nán ma? Hàn ngữ nán ma? Không khó lắm. Bú thải nán. Bú thải nán. Tiếng Trung không khó lắm. Hàn ngữ bú thải nán. Hàn ngữ bú thải nán. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.